đồng hồ made in Japan, pin chạy 4 năm, chống nước sinh hoạt. Đấy, giá cỏ 300.000. Đấy, tại sao chúng ta lại không chọn những cái sản phẩm như thế này để mà sưu tầm và có thể là dùng được quý vị. Chào quý vị nhá. Hôm nay em Viết Phú lại đi đến quầy đồng hồ. Và trong mặt em đây là xin giới thiệu đến quý vị đồng hồ cỏ made in Japan. Đấy. Đây là đồng hồ nội địa của Nhật nhá. Giá thì tương đương khoảng tầm 300.000 một cái thôi. Và vận chuyển về nó là tầm 100.000, 400.000. 400.000 đến 500.000 tùy cái, nhưng mà mấy cái này thì đây thì 400.000 hết. Hai. Đây thì mấy cái mẫu khá là đẹp dành cho nữ. Giá thì là đồng hồ cỏ 300.000 một cái. Rất là nhiều. Con này thì cái pin nó là ước có tính sẽ chạy 4 năm nha quý vị nhá. Từ lúc khởi động cho đến lúc hết pin là 4 năm. Made in Tokyo nha quý vị nhá. Em sẽ lướt vào đồ chơi trên dưới cho quý vị anh chị cùng theo dõi và chọn nhá. Quá rẻ. Nhật Bản chữ hiệu Nihon C này, sản phẩm Nhật này. Đây thì em vừa mua mấy cái đồng hồ xong, cầm bên tay người ta vừa đưa ra cho em. Thì em giới thiệu mấy cái đồng hồ cỏ này cho quý vị anh chị cô chú cùng xem, cũng khá là thú vị đấy chứ. Đấy, em xem đồng hồ nào cũng được, không quá là đòi cao. Royal này, Royal Crown đàng hoàng nhá, giá 300.000 cái. Mát nhỉ, pin chạy 4 năm, trời ơi. Chạy 4 năm thì laptop của em bán pin chạy 4 năm vừa hết thôi, đồng hồ pin chạy 4 năm quá ok. Đủ các mẫu mà, các màu da, màu quai. Tất nhiên là đối với những hàng như này thì chúng ta không thể yêu cầu được cái quai nó đẹp được, quai nó chất lượng tốt được đâu quý vị. Nhưng mà nó ở mức độ chấp nhận được ấy. Hàng là made in Japan mà, made in Japan trong trong đấy. Hôm nay chỉnh lại cái hộp đồ của em ấy. Rồi, đây em sẽ lướt cho quý vị rồi. Đây có cái laser của Tokyo nhé. Pin chạy 4 năm. Khá đẹp. Con này đẹp đấy. Đây, em thì em dùng quay video cho quý vị anh chị bằng một con điện thoại tàu thôi, Huawei tàu, nhưng mà ăn được tàu của nó là chết đấy, không phải đùa đâu. Huawei vì sao Mỹ nó mới đập đấy chứ, gọi đỉnh quá nó mới đập chứ không phải là tự nhiên nó đập đâu. Đây em tiếp tục quay lại đồng hồ, nó vẫn chống được nước luôn, nước sinh hoạt bình thường luôn. Đấy, chống nước sinh hoạt bình thường, giá 300.000, made in Japan. Tại sao chúng ta lại không chọn nhỉ? Quá rẻ. Đây, rất là nhiều mẫu mã, các loại cho quý anh chị cô chú cùng tham khảo. Nếu quý anh chị cô chú có ưng sản phẩm nào, hãy chụp hình lại cho quý vị Phú và sẽ nhận được cái tư vấn cụ thể để đặt hàng cũng như là thanh toán. Đấy, em lướt lại trên dưới một lượt nữa nhé, em sẽ chậm vì anh chị cùng xem nhé. Đây, What's the fun? Nam có, nữ có. Vàng có, bạc có, đen có, đỏ có. Đấy. Chống nước có. Có tuyệt vời. Pin chạy 4 năm.
Made in Japan. Chất. Rồi em xin chấm dứt video tại đây ạ. Cảm ơn quý vị anh chị cũng luôn theo dõi kênh ủng hộ. Em xin hẹn gặp lại video lần sau.